xin chào tất cả các anh chị, chúng ta đã quay trở lại với dự án The Global City cũng như dự án Eatonpark, và tôi là Thành Tắng, chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản với hơn 8 năm kinh nghiệm ở tại thị trường bất động sản khu đông thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở tại khu vực trung tâm. Và thời gian vừa qua có rất là nhiều anh chị nhà đầu tư cũng như khách hàng mua để ở quan tâm đến một trong hai cái dự án này, hoặc là quan tâm đến cả hai cái dự án này. Tuy nhiên khi mà quyết định chọn mua thì chỉ có mua một trong hai thôi. Chính vì như vậy cũng đã yêu cầu Tắng làm một cái bài so sánh rất là chi tiết cũng như kỹ lưỡng theo cái nhu cầu cũng như tiêu chí đầu tư của các anh chị. Thì các anh chị chúng ta nên chọn một dự án A hay là dự án B, hay là dự án Eatonpark hay là dự án Madrid Grandview. Chính vì như vậy đây cũng là một cái lý do cũng như là cái động lực để Tắng làm cái video này, chia sẻ, cập nhật đến cho tất cả các anh chị đang quan tâm đến một trong hai cái dự án này, hay là đang quan tâm đến hai dự án này mà chúng ta cần đưa ra một cái quyết định. Tại vì sao? Tại vì ngày 1 tháng 12 năm 2024 này thì chủ đầu tư đã chính thức mở bán rồi. Chính vì như vậy mà các anh chị chúng ta cần đưa ra cái quyết định vào cái thời điểm bây giờ. Và đến cái thời điểm này các anh chị chúng ta đang quan tâm cũng như theo dõi dự án và đang xem clip này, thì bản thân Tắng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị chúng ta đã dành thời gian cũng như quan tâm đến dự án, quan tâm đến những cái video mà Tắng chia sẻ, quan tâm đến những lời mà Tắng chia sẻ, và đặc biệt là những anh chị chúng ta đang tìm hiểu tìm cho mình một cái sản phẩm bất động sản phù hợp, hay là một cái bạn sale nào đó có tầm, hoặc là có những cái kiến thức để giúp các anh chị chúng ta đưa ra cái quyết định, thì hãy liên hệ đến số hotline của Tắng 0932048567. Tôi là Thành Tắng, chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản. Thưa các anh chị, quay lại với dự án Eatonpark và dự án Madrid Grandview, thì ngày hôm nay Tắng sẽ đưa ra những cái lời so sánh cũng như là những cái phân tích đánh giá để các anh chị chúng ta dễ dàng trong việc quyết định chọn mua cái dự án nào phù hợp nha các anh chị. Chúng ta sẽ có 6 yếu tố so sánh như sau. Thứ nhất, đó chính là yếu tố liên quan đến pháp lý, là yếu tố đầu tiên mà Tấn đặt gạch đầu dòng đầu tiên để chia sẻ đến cho các anh chị. Yếu tố thứ hai, đó chính là yếu tố liên quan đến vị trí, kết nối cũng như tiềm năng của dự án. Thứ ba, đó chính là liên quan đến thiết kế cũng như là tiện ích nội khu. Thứ tư, liên quan đến yếu tố liên quan đến thiết kế của dự án. Và yếu tố thứ năm, khách hàng nào sẽ là khách hàng phù hợp ở tại dự án này, cũng như là nhiều yếu tố liên quan đến tiện ích. Và yếu tố thứ sáu liên quan đến cái giá trị khai thác cho thuê của dự án mà các anh chị chúng ta đang quan tâm, cũng như là hai dự án này. Và yếu tố thứ bảy đó chính là tóm tắt lại và kết luận theo cái nhu cầu cũng như là tiêu chí đầu tư của các anh chị. Thưa các anh chị, yếu tố đầu tiên đó chính là yếu tố liên quan đến pháp lý. Với dự án Eatonpark, các anh chị chúng ta nghe rõ chưa ạ? Trường hợp các anh chị nghe rõ thì, hoặc là các anh chị chúng ta có yếu tố hay là những cái gì chưa rõ thì các anh chị chúng ta comment phía bên dưới nhé. Về pháp lý của dự án Eatonpark trước nha các anh chị. Eatonpark pháp lý hiện nay đầy đủ rõ ràng và có cái lộ trình triển khai khá là bài bản, và theo ghi nhận của Tắng là đúng với tiến độ triển khai đến cái thời điểm hiện nay với kế hoạch mà chủ tư đưa ra từ thời điểm đầu. Và hiện nay đã có giấy phép bán hàng, giấy phép xây dựng 1/500 và sổ thì đầy đủ hết rồi. Và đặc biệt đó chính là cái thời điểm ký hợp đồng mua bán. Giai đoạn 1 mở bán cái tòa A5 và A6 vào tháng 5, hiện nay đã khách hàng đã ký hợp đồng mua bán vào tháng 8 rồi. Tháng 8, tháng 9. Và thời điểm này là vào cuối tháng 11, và chính thức ngày 1 tháng 12 năm 2024 là cả hai dự án đều mở bán. Một dự án Eatonpark thì mở bán ở tại Game Center, dự án The Global City Madrid Grandview thì mở bán ở tại khu nhà mẫu The Global City thuộc khu Ballroom, hội nghị của dự án. Và với dự án Eatonpark thì pháp lý đầy đủ rồi các anh chị, và mở bán thì sau đó trong vòng 1-2 tháng thì các anh chị chúng ta sẽ ký hợp đồng mua bán ngay thôi. Và Eatonpark thì có 2 tầng hầm, hiện nay đã đóng nắp hầm và xây lên dần lên tầng 3, tầng 4 rồi. Và cái khu nhà mẫu thì cũng đang làm, dự kiến sẽ khai trương vào đầu tháng 12 năm 2024 sau khi mở bán. Với Eatonpark thì các anh chị chúng ta an tâm là với một cái thị trường bất động sản hiện nay đang rất là phức tạp, thì việc pháp lý đầy đủ rõ ràng là một trong những yếu tố các anh chị chúng ta có thể cân nhắc quyết định chọn mua với dự án Eatonpark. Trường hợp các anh chị chúng ta cũng cái yếu tố tiêu chí đầu tiên đó chính là yếu tố liên quan đến pháp lý.
Còn dự án Mastery Grandview thì sao? Với dự án Mastery Grandview thì hiện nay đang nhận booking và cũng chính thức mở bán vào ngày 1 tháng 12 năm 2024 ở tại Ballroom, khu nhà mẫu của dự án The Global City. Và với dự án Mastery Grandview thì hiện nay pháp lý thì 1/500 đã có, giấy phép bán hàng thì chưa. Và nói về pháp lý thì đang trong quá trình hoàn thiện. Còn khởi công xây dựng thì hiện nay vẫn chưa có ngày công bố chính thức, và dự kiến trong tháng 12 là sẽ có cái ngày khởi công để triển khai cũng như là động thổ xây dựng cái phân khu cũng như là cái tòa nhà thuộc căn hộ Mastery Grandview. Và để các anh chị chúng ta có đánh đổi được những yếu tố liên quan đến pháp lý chậm một xíu, nhưng mà lại sở hữu trong một cái khu đô thị The Global City tổng thể là 117,4 hectare. Thì khi mà pháp lý hoàn thiện, dự án hoàn thành, đồng bộ, thì ở trong một khu đô thị cái khả năng tăng giá sẽ tốt hơn rất nhiều so với dự án Eaton Park, cũng như là về phát triển về cơ sở hạ tầng ở tại khu vực này. Thì với Eaton Park thì Tấn đánh giá cao hơn về yếu tố pháp lý ở thời điểm bây giờ. Còn với The Global City, đây là cả một khu đô thị. Và cái thời điểm cái triển khai ở tại Mastery Grandview, đây chính là giai đoạn đầu của phân khu căn hộ. Chính vì như vậy, sau này sẽ có nhiều cái yếu tố tăng trưởng về mặt giá bán theo cái yếu tố kỹ thuật cũng như là yếu tố về cơ sở hạ tầng về nội tại của dự án sau này 1, 2, 3 năm nữa. Cũng với đó là dự án của chúng ta nằm kế bên được trung tâm thương mại lớn nhất ở tại khu vực miền Nam. Thì tăng đáo qua như vậy thì để các anh chị chúng ta hiểu rõ hơn về cái tiềm năng của dự án The Global City cũng như là dự án Eaton Park. Còn về yếu tố liên quan đến vị trí của dự án Eaton Park và dự án The Global City, dự án Mastery Grandview thì sao? Với đây chính là yếu tố thứ hai các anh chị nhé. Về vị trí của dự án Eaton Park của chúng ta nằm ở mặt tiền Mai Chí Thọ, cũng là thuộc phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Thì với vị trí này thì chúng ta sẽ kết nối trực tiếp với quận 1 Hầm Thủ Thiêm, cũng như là qua bên kia đó chính là chợ Bến Thành, duy nhất là tầm khoảng chừng 5 đến 7 phút di chuyển. Còn chúng ta qua đến khu Thảo Điền thì cũng rất là gần, chỉ qua nút giao tại ngã ba Cát Lái là chúng ta sẽ đến với lại phía bên kia, đó chính là phường Thảo Điền rồi. Cùng với đó, với Eaton Park thì chúng ta có thể đi ra xa lộ Hà Nội, đường Võ Nguyên Giáp thì cũng rất là tiện trong việc kết nối giữa các khu vực Đông Nam Bộ với nhau ở tại khu vực miền Nam. Đặc biệt là từ Eaton Park chúng ta sẽ lên cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là gần luôn, ngay tại nút giao An Phú thưa các anh chị. Và nút giao An Phú của chúng ta cũng đang trong quá trình hoàn thiện những yếu tố liên quan đến cơ sở hạ tầng ở tại khu vực này, ví dụ như nút giao An Phú này, đường cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nút giao An Phú thì có số vốn là hơn 3.800 tỷ sẽ hoàn thành vào giữa năm sau, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, ngày 30 tháng 4 năm 2025. Tiếp theo là nút giao đường cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng ta sẽ được mở rộng từ 6 đến 8 làn đường với chiều dài 3,2 km từ nút giao An Phú đến đường Vành Đai 2. Chúng ta sẽ mở rộng. Cùng với đó là những cái tuyến đường ví dụ như là đường Liên Phường của chúng ta sẽ đi vào hoạt động này, hay là sân bay quốc tế Long Thành năm 2026 sẽ đi vào động giai đoạn 1. Đường Vành Đai 3 sẽ hoàn thành vào năm 2026. Ở những yếu tố liên quan đến cơ sở hạ tầng, với cái vị trí Eaton Park thì ta nghĩ sẽ rất là phù hợp với trường hợp các anh chị chúng ta đang cần cho mình một không gian yên tĩnh, một cái sản phẩm bất động sản cao cấp sang trọng, cùng với đó là kết nối giao thông thuận tiện. Thì với Eaton Park là một cái sản phẩm mà có ưu thế. Đặc biệt là Eaton Park của chúng ta được bàn giao là kính lâu y 3 lớp. Đây là một cái hệ kính rất là đặc biệt, cao cấp hiện nay, bậc nhất ở tại hiện tại bây giờ, ở tại thị trường bất động sản ở tại khu vực miền Nam của chúng ta, với những dự án bất động sản cao cấp mà được bàn giao kính lâu y 3 lớp thì hiện nay đếm trên đầu ngón tay ở tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thưa các anh chị. Và hầu hết những cái dự án cao cấp mà các anh chị chúng ta xem hay là chúng ta mua thì hầu hết đó chính là kính Euro Window. Thì để so sánh hai loại kính này thì Tấn đánh giá cao hơn kính lưu y 3 lớp. Kính lưu y 3 lớp thì mục đích là thứ nhất là chống tia UV, thứ hai là chống nắng, chống chói, thứ ba là làm cho cảnh quan của chúng ta đẹp và
về bảo dưỡng thì rất là dễ dàng, giá thành thì cao á, cao các anh chị. Chứ như vậy, về mức độ cao cấp giữa Eaton Park tầng đánh giá nó sẽ tốt hơn so với Mastery Grandview ở ở phía bên ngoài. À, yếu tố bàn giao cũng như là ngoại khu, tức là mặt ngoài của tòa nhà. Còn về yếu tố liên quan đến vị trí của dự án Mastery Grandview thì sao? Mastery Grandview của chúng ta thì cũng là cái giai đoạn đầu thưa các anh chị, nằm ở vị trí kế bên với trung tâm thương mại lớn nhất ở tại khu vực miền Nam. Chúng ta có view là nhạc nước. Đây là chính là hệ thống nhạc nước dài nhất ở tại khu vực Đông Nam Á mà chủ tư đang truyền thông. Và hiện nay nhạc nước này là đang trong quá trình hoạt động để phục vụ cho những cái hoạt động, những event ở tại sự kiện dự án The Global City, nơi mà thường xuyên tổ chức những cái chương trình ca nhạc lớn hàng đầu ở tại khu vực miền Nam cũng như ở tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua cũng như trong thời gian sắp tới. Cùng với đó, vị trí của dự án cũng như phân khu Mastery Grandview thì nằm ở ngay tại mặt tiền đường Liên Phương, mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp, rộng 30-45 mét. Thì đây chính là một trong những yếu tố giúp cho việc kết nối giao thông khá là thuận tiện và dễ dàng trong việc kết nối các khu vực với nhau. Trường hợp các anh chị chúng ta ra Thủ Đức, hay là chúng ta vào quận 1, hay là về quận 2 Bình Thạnh, ta xuống quận 9 thì cũng rất là tiện, các anh chị thật sự là như vậy. Thì tiềm năng tăng giá cũng như tăng trưởng ở tại khu vực này thì tăng đánh giá thì nó cũng tương tự như dự án Eaton Park. Trường hợp các anh chị chúng ta xem thì cả hai dự án đều có cái giá trị tăng giá hầu như là chung chung với nhau. Tuy nhiên, The Global City thì nằm ở trong đại đô thị, còn Eaton Park thì nằm ở trong một cái quần thể cũng có 6 tòa nhà riêng biệt kế bên cái trung tâm thương mại. Kế bên cái trung tâm thể dục thể thao Rạch Chiếc. Đây là một cái điểm cộng mà thực sự là cực kỳ lớn cho sau này. Các anh chị chúng ta mua 5 năm, 7 năm thì khi mà có trung tâm thương mại, khi mà có trung tâm thể dục thể thao Rạch Chiếc hình thành thì Eaton Park sẽ được đánh giá cao, rất cao các anh chị. Sẽ được đánh giá rất cao ở tại khu vực này. Thực sự là như vậy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến yếu tố liên quan đến thiết kế của dự án. Với thiết kế của dự án Eaton Park thì chúng ta sẽ có 10 căn trên một tầng. Và chúng ta sẽ có 5 tầng máy. Và với chiều cao tầng từ 28 đến 39 tầng. Với chiều cao tầng và số lượng căn là 1.890 căn. Thì chúng ta chia ra thì nó tổng khoảng chừng 65 căn trên một thang máy. Đây là con số cũng như mặt độ hợp lý với một sản phẩm bất động sản cao cấp hiện tại bây giờ ở tại khu vực miền Nam, cũng như ở tại Việt Nam hiện nay. Ok. Thứ hai, đó chính là yếu tố liên quan đến phía bên ngoài. Thì như Tấn chia sẻ, đây là chính lầu y 3 lớp, được chủ tư bàn giao cực kỳ là chỉnh chu. Cùng với đó là có cái hình cong ở tại những cái carbon làm Tấn mường tượng giống như là Vinhome Golden River. Thưa các anh chị, thực sự là đây là một sản phẩm bất động sản cao cấp mà các anh chị chúng ta rất đáng cân nhắc để quyết định chọn mua. Thật sự là như vậy. Còn dự án Mastery Grandview thì sao? Thì chúng ta có một cái loại sản phẩm thuộc phân khúc Mastery Collection. Thì Mastery Collection thì nó sẽ thuộc phân khúc giống như là Mastery Central Point, nơi mà gia đình Tấn đang ở tại cái phân khu này, cũng như dự án này, hay là dự án Lumia Boulevard. Nó sẽ là cái phân khúc Mastery Collection là sự mức đó các anh chị, cũng là cao cấp đó, cũng như vậy. Thì về thiết kế layout của dự án Mastery Grandview thì chúng ta sẽ có 8 căn trên một tầng và chúng ta sẽ có 3 thang máy với chiều cao tầng là 25 tầng. Chúng ta có một tầng hầm để xe và 5 tầng khu đế. Còn lại từ tầng 6 đến tầng 25 là tầng căn hộ, đến tầng 24 thôi, tầng 25 là tầng kỹ thuật rồi. Thì chúng ta sẽ chia như sau: tầng hầm thì chúng ta gửi xe đúng không ạ, tầng 1, tầng 2, hay là tầng trệt và tầng 1 thì sẽ là shop house.
Tầng 3, tầng 4 sẽ là bãi đậu xe nổi và tầng 5 sẽ là tầng tiện ích. Từ tầng 6 đến tầng 21 là căn hộ điển hình, cùng có 1, 2, 3, 4 phòng ngủ. Còn từ tầng 22, 23, 24 sẽ là những tầng duplex và penthouse của dự án Master Grand View các anh chị ạ. Rồi, về mặt độ xây dựng cũng như là về thiết kế, về số lượng căn thì Tấn đánh giá rằng cả hai dự án đều là sản phẩm cao cấp. Tuy nhiên, về chi tiết thì Tấn đã đánh giá cao cả hai dự án. Tuy nhiên đó, thì là Tấn lại thiên về Eaton Park hơn. Thực sự là ngang phải các anh chị, Tấn lại thiên về Eaton Park hơn. Tại vì có thể là Tấn đang so sánh và định vị với một cái sản phẩm bất động sản cao cấp bậc nhất ở tại thị trường bất động sản miền Nam hiện nay, đó chính là Vinhome Golden River. Còn Master Grand View thì lại nằm kế bên cái trung tâm thương mại, nằm trong quần thể của đại đô thị The Global City, nên cũng được đánh giá theo một cái chiều hướng, một cái góc nhìn khác. Nếu là trường hợp mà các anh chị chúng ta quyết định chọn cái dự án mà các anh chị chúng ta đang quan tâm vì một cái lý do nào đó, thì với bản thân Tấn, Tấn cũng ủng hộ. Và cả hai dự án này đều tốt các anh chị, thực sự là như vậy. Tuy nhiên cái nhu cầu cũng như là chúng ta phân tích kỹ cái nào có lợi hơn cho các anh chị hay là phù hợp hơn cho các anh chị chúng ta mà thôi. Rồi, tiếp theo về yếu tố liên quan đến giá bán và chính sách thanh toán. Giá bán ở tại dự án Eaton Park thì hiện nay có giá bán từ 135 đến 140 triệu một mét vuông. Theo Tấn đánh giá, đây là một giá bán tương đối hợp lý các anh chị thời điểm bây giờ. Với giai đoạn 1, tòa A5, A6 đã bán hết rồi. Tòa A1, A2 chuẩn bị mở bán vào ngày 1 tháng 12, với mức giá này tăng trung bình khoảng chừng 5% so với đợt 1. Hợp lý. Và dự án Mastery Grand View, chúng ta có giá bán đâu đó thì tầm khoảng 100 triệu trên một mét vuông. Tuy nhiên giá này là giá đã chiết khấu, trường hợp thanh toán nhanh là 16%. Và giá chưa VAT, chứng minh như vậy giá mức giá trung bình là khoảng 130 triệu một mét vuông. Với mức giá này, giai đoạn đầu thì cũng dễ dàng cho các anh chị chúng ta chọn mua đó. Trường hợp các anh chị chúng ta muốn tối ưu về chi phí thì chúng ta mua dự án Mastery Grand View. Trường hợp các anh chị chúng ta mua một sản phẩm mà càng đến cái yếu tố thanh toán giảm thì dự án Eaton Park sẽ phù hợp. Tại vì sao? Eaton Park sẽ có chính sách thanh toán được xem là rất tốt ở thời điểm bây giờ. Nếu mà trường hợp các anh chị chúng ta muốn thanh toán theo dòng tiền, cụ thể như sau, các anh chị chúng ta đã cộng là 100 triệu đúng không ạ? Sau đó thì các anh chị chúng ta quyết định chọn mua, thì sau đó các anh chị chúng ta thanh toán 5% mà chúng ta skip đồng mua bán rồi. Sau đó có mỗi 6 tháng các anh chị thanh toán 5%, 6 tháng thanh toán 5%, 6 tháng thanh toán 5%. Thanh toán đến cuối năm 2027, trong vòng 3 năm, thanh toán tối đa chỉ có 30% thôi. Các anh chị chúng ta nhận nhà, chúng ta thanh toán thêm 45, thêm 65% nữa. Đó, nó là như vậy các anh chị, rất là tốt. Còn dự án Mastery Grand View thì sao? Thì chúng ta có hai chính sách thanh toán tối ưu. Một là anh chị thanh toán nhanh, chúng ta sẽ được chiết khấu 16%, giống như hiện nay đang truyền thông đúng không ạ? Thì sẽ có mức giá đâu đó khoảng chừng 100 triệu trên một mét vuông, giá chưa VAT. Nếu trường hợp các anh chị chúng ta vay ngân hàng thì ngân hàng sẽ hỗ trợ không gốc không lãi cho đến khi nhận nhà và bàn giao nhà vào cuối năm 2026. Còn Eaton Park sẽ bàn giao vào nhà vào cuối năm 2027. Thì với Mastery Grand View thì chúng ta sẽ hỗ trợ ngân hàng từ Techcombank không gốc không lãi đến khi nhận nhà, cộng với 12 tháng hỗ trợ lãi suất tiếp theo. Đó, chính sách cũng khá là tốt các anh chị nhé. Trường hợp thì các anh chị chúng ta thanh toán theo tiến độ thì công bình cứ mỗi 2 đến 3 tháng các anh chị thanh toán khoảng chừng 5 đến 10%. Thanh toán tối đa là 70% cho anh chị nhận nhà. Đó là cái chính thanh toán linh hoạt cũng như thanh toán tiêu chuẩn của dự án Mastery Grand View. Và tiếp theo, Tấn chia sẻ đến cái yếu tố nào các anh chị nha.
tố liên quan đến nhóm khách hàng nào mua phù hợp, đúng không ạ? Nhóm khách hàng mua phù hợp thì sẽ có một số cái nhóm khách hàng cụ thể như sau. Trường hợp các anh chị chúng ta mua Eaton Park thì chúng ta cần một cái sản phẩm bất động sản tích lũy tốt. Khi mà chúng ta có một cái chính sách thanh toán giãn chỉ có 5% trên mỗi 6 tháng thì chúng ta đã chọn được cái sản phẩm bất động sản rồi. Chúng ta có vốn tài sản ban đầu chỉ tối đa chỉ có 30% thôi. Đó, rất là rõ ràng đúng không ạ? Cùng với đó là pháp lý đầy đủ rõ ràng. Thì trường hợp các anh chị chúng ta đang cần một cái dự án mà pháp lý đầy đủ thời điểm bây giờ thì Eaton Park là một sự lựa chọn cho các anh chị. Tiếp theo là các anh chị chúng ta mua để sở hữu một cái bất động sản nằm ở trục đường Mai Chí Thọ. Đây là trục đường rất là hấp dẫn nhà đầu tư trong thời gian gần đây, đúng không ạ? Trong thời gian trung bình khoảng chừng 5 đến 7 năm thì Eaton Park là một sản phẩm nằm ở trục đường Mai Chí Thọ rất phù hợp cho các anh chị. Tiếp theo nữa là các anh chị chúng ta mua để đón đầu những yếu tố liên quan đến cơ sở hạ tầng, những kiến trúc thần tăng trong thời gian sắp tới thì Eaton Park cũng là một sản phẩm rất phù hợp. Đặc biệt nha các anh chị, chúng ta đang cần chọn trên một bộ đồng sản sang trọng, đẳng cấp, nhất là sự yên tĩnh, riêng tư thì các anh chị trân trọng Eaton Park. Tại vì chỉ có 6 tòa nhà thôi. Bàn giao bên ngoài là kính lụa y 3 lớp. Bên trong thì bàn giao nội thất xịn sò, cao cấp cho các anh chị. Kế bên trung tâm thể dục thể thao Rạch Chiếc. Khi mà hoàn thành thì Eaton Park các anh chị cho thuê rất là dễ. Thật sự là như vậy. Mà đối tượng cho thuê cũng là đối tượng là người nước ngoài. Họ cần sự yên tĩnh. Khách hàng cao cấp, họ cần sự yên tĩnh. Khách hàng là những cái người mà làm, hay là những vận động viên, hay là những huấn luyện viên, hay là những cái người mà tham gia, hay là khán giả, hay là khách hàng, hay là khách du lịch ở tại trung tâm thể dục thể thao Rạch Chiếc. Thì cái đối tượng cao cấp cần sự yên tĩnh, giống như tiêu chí mà Thắng chia sẻ, thì sẽ chọn Eaton Park hơn là dự án Mastery Grandview. Còn bù lại, Mastery Grandview thì sao? Thì nằm ở trong đại đô thị The Global City, kế bên trung tâm thị thuộc trung tâm tâm thương mại rộng đến 123.000 m², rất là nhộn nhịp, sôi động, nằm trong đại khu đô thị theo tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế bởi Foster Partner, và đây là một cái khu đô thị phát triển đồng bộ cao tầng, thấp tầng, và tất cả sẽ được hoàn thành đến năm 2028 là tất cả các hạng mục sẽ hoàn thành xong. Trường hợp các anh chị chúng ta đang cần một cái sản phẩm bất động sản nhộn nhịp này, đầy đủ tiện nghi, sống hiện đại, sôi động thì chúng ta sẽ chọn Mastery Grandview nằm trong đại đô thị The Global City. Và đặc biệt là các anh chị chúng ta chấp nhận cái rủi ro là pháp lý có hơi chậm một xíu. Nhưng mà khi mà pháp lý đầy đủ hoàn thành, động thổ, triển khai xây dựng và bàn giao đồng bộ về cơ sở hạ tầng, về kiến trúc thượng tầng cũng như yếu tố tăng trưởng ở tại khu vực này thì giá bán nó sẽ tăng đột biến hơn so với dự án Eaton Park nha các anh chị. Và sau này cái đối tượng thuê ở tại dự án Mastery Grandview của chúng ta thì nó sẽ đa dạng hơn là dự án Eaton Park, sẽ tập trung đa số là người Việt Nam, người nước ngoài cũng có, nhưng mà tăng đánh giá người nước ngoài sẽ ưu tiên Eaton Park hơn. Nhưng mà sau này thực sự là nó phụ thuộc vào cái nhu cầu cũng như là cái số lượng căn để đáp ứng được các anh chị. Với tiền bác là số lượng căn ít thôi, đa số là khách hàng muốn để ở thì lắp đầy hết rồi thì cho thuê thì chắc chắn là cũng không bao nhiêu căn. Còn dự án The Global City số lượng căn rất nhiều, hơn 8.000 căn thì cũng là một sự lựa chọn rất là hấp dẫn, rất là tối ưu, rất đáng cân nhắc của khách hàng, đúng không ạ? Rồi tiếp theo đó chính là những yếu tố liên quan đến cho thuê. Như Tấn chia sẻ đó, những yếu tố cho thuê nó đã nằm trong cái nội dung mà Tấn chia sẻ ở trong cái yếu tố liên quan đến nhóm khách hàng phù hợp của dự án Eaton Park hay là dự án Mastery Grandview.
Và hy vọng rằng những cái thông tin mà Tấn chia sẻ đến cho các anh chị, chúng ta sẽ có thêm nhiều những thông tin hữu ích để chúng ta quyết định dễ dàng chọn mua. Và tổng kết lại, trường hợp các anh chị chúng ta lựa chọn Eaton Park là chúng ta lựa chọn sự an toàn, sự khác biệt cho cái tổng thể còn lại của quận 2 nói chung thì các anh chị, khi mà bàn giao hầu hết là kính Euro Window. Thì với Eaton Park, đây là kính lụi 3 lớp, đây là một sự khác biệt hoàn toàn. Và nằm kế bên trung tâm thể dục thể thao Rạch Chiếc. Đây là cái trung tâm thể dục thể thao lớn nhất ở tại Việt Nam. Đây là nơi tổ chức những cái chương trình Thế vận hội Olympic lớn nhất ở tại khu vực Đông Nam Á sẽ tổ chức ở đây. Những cái cuộc thi đấu hàng đầu của khu vực. Nơi đây sẽ là nơi mà thu hút các nhà đầu tư, những cái nhóm đối tượng khách quốc tế. Đây là cái cửa ngõ của khu đông nữa. Chính vì như vậy, Eaton Park sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ là phù hợp với những anh chị chúng ta tập trung những yếu tố liên quan đến pháp lý hiện tại bây giờ đầy đủ, sự khác biệt, tiện ích cao cấp 5 sao, cũng như là thi công điều đặn ổn định và đang trong quá trình hình thành, xây dựng được lên tầng 3, tầng 4 rồi. Và nằm ở vị trí trung tâm kết nối với lại quận 1, kết nối trực tiếp với cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đó, đó chính là những yếu tố liên quan đến dự án Eaton Park. Ngoài ra nữa, các anh chị chúng ta không vay được, khó vay, cái yếu tố này rất quan trọng nha các anh chị. Trường hợp các anh chị chúng ta khó vay ngân hàng, hoặc là chúng ta có dòng tiền muốn mua sản phẩm bất động sản cao cấp, nhưng mà các anh chị có nhiều tài sản đó, Tấn biết các anh chị chúng ta có nhiều tài sản mới làm mua cái giải tình bác, Tấn chắc chắn rồi. Nhưng mà dòng tiền của các anh chị chúng ta nhỏ giọt ở cái thời điểm bây giờ, tại vì chúng ta đang dành tiền cho việc mà chúng ta khai thác kinh doanh, đúng không ạ? Thì chúng ta mua ít tình bác đi các anh chị, chúng ta thanh toán tối đa chỉ có 30% trong vòng 3 năm thôi, thì chúng ta đã sở hữu một cái bất động sản cao cấp rồi. Và chúng ta thanh toán sau đó, trường hợp sau đó thì các anh chị chúng ta vay ngân hàng, do đó tùy các anh chị, thì mà các anh chị nhận nhà. Còn dự án Mastery Grand View thì sao? Chúng ta có kế hoạch đầu tư dài hạn, chấp nhận rủi ro ban đầu là pháp lý chưa đầy đủ, nhưng mà đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến khởi công vào tháng 12, và chúng ta sẽ bàn giao nhà vào cuối năm 2026. Đây là một khu đô thị tầm cỡ quốc tế, và Mastery Grandview là giai đoạn đầu của một khu đô thị phát triển cao tầng hơn 8.000 căn, và giai đoạn đầu chỉ có 618 căn thôi, với hai tòa tháp đôi nằm ở vị trí kế bên trung tâm thương mại, nằm trong đại đô thị. Nếu mà trường hợp các anh chị chúng ta đang cần vay ngân hàng, mua tài sản giá tốt nhưng mà cần phải vay ngân hàng, hay là có dòng tiền sẵn luôn, chúng ta cần với giá tốt để chúng ta đầu tư, sau này bán lại dễ, có lời, thì anh chị chúng ta mua dự án Mastery Grandview. Và thực sự cả hai cái dự án này, chúng ta phải ngồi lại với nhau và chúng ta phải chi ly, chi tiết, phải cụ thể từng cái nhu cầu một theo cái nhu cầu cụ thể và cái tiêu chí và cái dòng tiền và tài chính của các anh chị. Và nhu cầu cụ thể như vậy để chúng ta mới đánh giá được một sản phẩm bất động sản có phù hợp các chị chúng ta là cái loại nào, là cái dự án nào. Chứ để sau này các anh chị chúng ta mua rồi á, là khi mà các anh chị chúng ta mua Eaton Park thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khách hàng mua dự án The Global City, mua Mastery Grandview. Và giá anh chị mua Mastery Grandview lại sau này sẽ gặp rất là nhiều anh chị chúng ta, bạn bè, người thân mua dự án Eaton Park. Và khi đó thì mỗi người mỗi quan điểm, và chúng ta không thống nhất cái thời điểm đầu và chúng ta mua vì cái mục đích gì, cụ thể tiêu chí của các anh chị, thì chúng ta sẽ xảy ra cái trường hợp là các anh chị chúng ta sẽ buồn cho cái sản phẩm của anh chị chúng ta quyết định. Tại vì tự nhiên mình nhu cầu như thế này lại chọn thế này, nhu cầu còn các anh chị kia lại nhu cầu thế kia mà lại chọn cái sản phẩm này. Tăng gặp rất là nhiều các anh chị, đó là chuyện rất bình thường thôi. Nhưng mà cả hai dự án này đều tốt hết, tuy nhiên á, cái loại nào phù hợp hơn với các anh chị chúng ta mà thôi. Tăng chúc lại một câu như vậy.
Nên là Tấn cũng mong rằng những cái lời chia sẻ của Tấn sẽ giúp ích cho các anh chị chúng ta mua để ở hay mua để đầu tư, và thời điểm bây giờ chúng ta dễ dàng quyết định khi mà có thêm nhiều thông tin chia sẻ từ Tấn cũng như chia sẻ từ thị trường. Mến chúc cho tất cả các anh chị chúng ta sẽ chọn được cho mình những bất động sản phù hợp. Nếu mà trường hợp các anh chị chúng ta đang phân vân, muốn chia sẻ, muốn trao đổi chi tiết hơn nữa thì cứ liên hệ đến số hotline của Tấn, Tấn để bên trên màn hình. Xin hẹn gặp lại các anh chị ở clip tiếp theo, và đừng quên like và subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất từ Lê Thành Tấn nha các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.